cha chương bưu diêm, lạy cha chương bưu diêm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 125. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả hai nhân chứng ơn lành. Cô Kimberly hiện đang cư ngụ tại thành phố Venice, California, và anh Tommy Nguyễn, cư dân của tiểu bang Texas. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhân chứng ơn lành. Cô Kimberly hiện đang cư ngụ tại thành phố Venice, California. Từ trước tới nay, cô đã nhận được rất nhiều ơn lành qua sự chuyển cầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Cô vẫn thường cầu nguyện với cha vào những buổi đọc kinh tối. Cô chia sẻ có những chuyện cô cảm nhận được như cha đang đồng hành với cô và giúp cô tránh được những rủi ro xảy ra trong gia đình. Ngay sau đây, xin kính mời quý khán thính giả nghe những lời chia sẻ của cô. Lòng tin yêu tha thiết con ngài vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Ngài cha con tên là Kimberly, con sống tiểu bang California. Lại cha bộ dịp cho cứu con nhiều phen lắm. Cái ngày tối đêm đó, cái cha tự nhiên rằng con lấy cái ảnh của cha ra thì con đọc cầu nguyện thôi. Cái cha tự nhiên rằng con bỏ đồ vô trong sách đi, lại xe đi thì cha cứ cho kẹt xe hoài, rồi cha sợ là mình lên sống rồi mình về á, là cướp vô trong gia nè. Đi lạc 6 tiếng đồng hồ. Lại cha, nếu mà cha không cho con đi lạc á, là con về con bị ăn cướp đồ hết, sạch sẽ đồ hết á, không còn chi hết á. Khi nó đứng nó chờ, nó ở ông nhà nó chờ, nó tới khi nó tới 12 giờ đêm mà nó chờ đến 5 giờ sáng. Thì khi nó 5 giờ sáng mà tôi ăn cướp nó đi rồi ạ. Lại cha, tôi ăn cướp đi ra, nói đi, mấy thằng mồm giống ăn cướp đi mà. Sách đồ như giống đồ của mình đi. Nói bông nữa thì không đi thì đóng cửa xa lại, đi vô nhà thì thấy lành tanh luôn, lại cha lành tanh luôn. Khi thấy cái ông xã mình thì ông ngồi thê thảm lắm. Cái nói đấy sao vậy, ông nói ăn cướp. Thì mình vô mình thấy nó trói tay ông. Mình thấy tói tay ông đó. Khi mình sợ quá, mình chạy ra, bấm 911 á. Police tới. Thấy tôi sợ quá, police nói, đừng có sợ, don't be worried, I'm here. Một trung gian lục soát lấy đồ hết. Còn một thứ tôi mang đi hết. Lục soát lấy vàng 12, 13, lấy hết. Còn khi 5.000 bạc tôi bỏ dưới cái tủ tính đi thờ cha đi, còn bỏ gì đi khi có cha đó hẳn kẹo ra. Khi vô tôi thấy còn 5.000, bỏ lại cha, uống cha, có cha nhưng không có cha thôi thì 3 năm đi còn việc làm chi mà ăn. Đồi ơn cha, từ vợ cha khi mô cũng đi ngủ cũng đập chín lần cha bộ dập. Mình khẩn nguyện với cha, lại cha con thấy cha là giúp bính thật nhiều lắm á. Người nào cũng có cái ảnh cha bộ giúp hết. Lại cha cho mọi người biết cha để tới để cầu xin cha giúp đỡ cho họ. Cha Trương Bửu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ cha đã cầu cứu giúp. Anh Tommy Nguyễn hiện đang sinh sống tại tiểu bang Texas. Cách nay 8 năm, khi mới định cư tại Mỹ, con gái của anh, 15 tuổi, bỗng dưng bị trầm cảm. Sau đó cô bé bị tâm thần rất nặng. Cô không nhận biết mình, người thân.
ăn rất buồn và chỉ biết cầu nguyện với cha. Sự kiên nhẫn cầu nguyện của ăn đã nhận được kết quả về sự cầu bầu linh thiêng của cha trước Thiên Chúa. Con gái của ăn nay đã hoàn toàn bình phục. Ăn Tommy còn nhận được rất nhiều ân lành từ cha Diệp. Từ Texas, ăn sang California để đến văn phòng của cha tại thành phố Garden Grove, California để cầu nguyện, cảm tạ và chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho cha. Tôi tên là Tommy Nguyễn. Tôi đang sống ở tiểu bang Texas. Tôi đến đây là thứ nhất là cầu nguyện và tạ ơn cha. Sau đó tôi sẽ là một nhân chứng về cha Trương Việt đã ban ơn lành cho tôi. Cách đây 8 năm về trước là tôi ở Việt Nam, tôi định cư qua Mỹ được có, tôi nhớ không lầm, khoảng gần 1 năm. Thì đứa con gái đầu lòng của tôi năm đó nó 16 tuổi. Thì nó là một cô gái rất là bình thường thôi, không bệnh hoạn hết cả. Thì vì một lý do gì đó, nó bị stress. Thế là nó bị giống như là, theo như mình nói, nó bị điên, nó bị tâm thần. Nó bị tâm thần thì đưa nó vào bệnh viện. Nó không biết một cái gì hết cả. Như là nó không biết nhận mình là ai nữa. Thành ra là tôi rất là buồn. Thì theo như bác sĩ nói rằng là nếu bệnh này á, mà nếu mà cháu có hết á, là đó là sự may mắn thôi, chứ còn nếu không thì cái bệnh này nó sẽ kéo dài, nó sẽ ở mãi mãi với cô ta. Thì tôi thấy vậy là tôi cảm thấy tôi thất vọng, tôi buồn. Thì tôi về, tôi nghĩ rằng bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện. Sau đó tôi nghĩ đến cha, tôi cầu nguyện như vậy là mỗi một ngày là tôi đọc kinh cho cha là 9 lần. Thì tôi chỉ đọc kinh và cầu nguyện, tôi nghĩ rằng là chắc cũng không hy vọng. Đây là giống như là kiểu như là mình, người ta nói là mình còn nước còn tát, coi như là mình chỉ cầu nguyện thôi. Nếu trường hợp mà được thì cảm ơn cha, mà nếu không được thì con cũng xin vâng lời theo thánh ý của cha. Thì khi mà cầu nguyện xong rồi thì một thời gian cháu lại đỡ, xong rồi cháu lại bệnh lại. Nó kéo dài như vậy là phải gần 3 năm. Gần 3 năm. Rất là cứ hết bệnh xong nó lại về. Nó về xong rồi khoảng chừng cỡ mấy tháng sau nó bị, nói chung là cứ 1 năm nó bị 2 lần. Cứ 1 lần nó bị là nó nói lung tung, rồi nó đòi muốn tự tử, nó chết, rồi nó nói, phải nói là mình rất rất là buồn. Mà trong khi đó thì mình lo mình đi làm nữa, mình bị nó như vậy, đâm đâm mình chi phốt nó không làm được. Thế là thôi cứ ha, tôi cứ cầu nguyện, tôi với vợ tôi cứ cầu nguyện ngày nào cũng cầu nguyện. Thì tự nhiên 2 năm về đây, thì cháu không uống thuốc nữa. Thì bây giờ cháu nó trở thành một cô gái rất là xinh xắn mà rất là dễ thương. Thì tôi nghĩ đây là một ơn phép lạ của cha. Thì qua lời cầu bầu của cha Trương Bủ Diệp, thành thử rằng là cha tôi rất được nhiều ơn. Nó bị gián đoạn học một thời gian, bởi vì nó đến trường nó học đó, thì nó bị stress một cái là cô giáo ở trường, lúc đó là cháu học high school, thì cháu đang học tự nhiên là cháu lại lên cơn tâm thần đó chị, là cháu nói lung tung đến nỗi là cả lớp và cô giáo ai cũng sợ. Thế là phải gọi police, gọi police đến, rồi gọi gia đình đến. Thế là cầm cháu đưa cháu vô bệnh viện tâm thần. Trời, khi mà tôi nhìn cái cảnh cháu nó đưa vô, cầm tay của cháu đưa vô để sợ nó có sự an toàn cho tính mạng, thế là tôi khóc quá trời. Tôi bảo cái kiểu này chắc tôi rất là buồn đó. Mà cháu như vậy là nó từ trước đến giờ, ngày xưa nó ở Việt Nam nó cũng không có bị gì hết cả, tự nhiên nó qua bên Mỹ là nó mới qua được 1 năm,
trước năm đó là bị stress. Tôi thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm cháu là thế con sức khỏe con như thế nào. Nó bảo con tốt. Thế là con có uống thuốc không? Bác sĩ nói là cái thuốc cho nó uống là uống suốt đời luôn. Bây giờ không phải uống. Thì tôi cũng vẫn hỏi thăm hoài. Thế là con có uống thuốc không? Con có uống. Tôi có cái ơn thứ hai là cái cuộc đời của tôi nó rất là khổ. Khi tôi qua bên này là tôi cũng đã là một người đi làm thuê làm mướn. Như vậy là tôi làm như vậy chỉ biết một năm 365 ngày tôi làm không có một ngày nào nghỉ hết. Tôi làm như vậy là hai chó. Một bên thì tôi làm cho tiệm giặt. Còn hai ngày cuối tuần là tôi đi bê phở. Tôi phải đi xuống rửa chén rồi tôi làm việc để mà phụ cấp mà lo cho nhà rồi lo chỉ biết ở bên Mỹ rồi đó là tối ngày cứ tiền bill thì nọ kia. Thành ra là tôi làm như vậy là tôi qua Mỹ đến bây giờ là được hơn 8 năm. Thì tôi cũng vất vả rồi tôi cũng ăn dè hà tiện ấy, thì tôi cũng có để dành một số tiền. Thì cái tiệm, cái nơi mà tôi đang làm đó, trước đó tôi là chỉ là một người làm thuê làm mướn thôi. Thì sau này thì cái người chủ họ, tôi làm vậy là cái người chủ đó là đời chủ thứ hai, tôi làm thứ hai đời chủ. Cái họ được mấy năm có họ bán cái người chủ đến lại họ lại mướn tôi. Thì họ mướn tôi xong rồi bắt đầu họ nghĩ như thế nào là họ đuổi tôi nghỉ. Thế là tôi cũng lang thang vất vả. Tôi bảo chứ bây giờ mình bị đuổi việc, không biết mình đi làm gì bây giờ. Thế là khách nó ở đấy nó quý mến tôi. Nên nó là tôi muốn gặp cái anh Tommy. Vì anh là service rất là good. Thế là cái ông chủ thứ hai này, ông với gọi tôi lại. Ông gọi tôi lại để tiếp tục làm. Thì khi mà tôi làm trở lại lần thứ hai ấy, thì tôi làm cho tới năm 2014 á. Thì ông chủ đời thứ hai này, ông với đổi ý, ông muốn bán tiệm. Thì lúc đó tôi cũng đã có sẵn một số tiền rồi. Thì ông nói là theo như tôi nghĩ cái tiệm này nếu mà như là Tommy mà lấy thì rất là good, bởi vì là Tommy là ở cái tiệm này tới gần 8 năm rồi. Mà nếu mà Tommy mà lấy thì good hơn. Thì tôi bảo có thật là sự là bán không? Bảo có. Thế là bắt đầu tôi làm giấy tờ. Tôi làm giấy tờ tôi mua cái tiệm đó, mà tiệm đó rất là lớn. Thì tôi nghĩ rằng là chắc tôi không hy vọng tôi lấy cái tiệm này. Thì khi mà tôi lấy được cái tiệm này thì tôi trong cái thời gian mà tôi đang làm giấy tờ thì tôi vẫn cầu nguyện cha lắm. Tôi bảo lạy Chúa, lạy cha, xin cha thương con, vì bây giờ cha đã giúp cho gia đình con, cho con của con nó được mạnh khỏe rồi. Còn bây giờ cái ước mơ của con cuối cùng là bây giờ con cũng đã lớn tuổi rồi, mà bây giờ cái tiệm này mà ông chủ bán thì con sẽ không còn làm được nữa, con lại phải đi bê phở tiếp, tuổi con thì lớn rồi. Thành ra bây giờ không lẽ cuộc đời của mình bây giờ mà mình cứ phải đi làm thuê làm mướn hoài, cực quá. Thế là tự nhiên là cha ban ơn riêng là làm giấy tờ thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Không phải là làm xong đâu. Thay vì người ta mua cái tiệm chừng 3 tháng là xong, mà đây tôi mua cái tiệm nó kéo dài cả nửa năm trời mới xong. Đến khi sau này thì sau tháng sau thì bắt đầu là mọi việc tốt đẹp. Thì khi mà tôi lấy tiệm đó thì nó có một cái ơn khác là trước đó tôi chưa lấy tiệm á thì cái income nó chỉ cái chừng này thôi. Nhưng mà đến khi mà tôi đã lấy tiệm rồi thì cái income nó cứ vậy, nó cứ đi lên, nó lên mà đến nỗi tôi cứ nghĩ là nó là một giấc mơ chứ không phải sự thật. Thành thử rằng là với nếu theo như với cái đà như thế này á thì tôi nghĩ là tôi sẽ thành công mãi mãi. Thế là tất cả mọi việc tốt đẹp thì bây giờ tôi từ là một cái thằng làm thuê làm mướn, thì bây giờ tôi là trở thành một ông chủ cho một cái tiệm giặt nó rất rất là lớn, rất thành công. Tôi cũng có hứa trong lòng là tôi biết là ở bên Cali là có đền thờ của cha. Thành ra là xin cha nếu mà cha có thể giúp cho con được, cho con thu xếp được giờ giấc, nếu con qua được Cali là điều đời đầu tiên là con phải đến đền cha để thăm cha và tạ ơn cha.
Còn những cái ơn nhỏ, đại khái như gặp những cái chuyện gì mà nó bị chó bồ trong tiệm, thì tôi chạy vô trong tiệm, tôi nhìn mặt cha, tôi bảo xin cha phù hộ che chở cho con, bây giờ người ta đang muốn làm khó dễ con. Thế là xong một cái là tự nhiên nó là biến mất. Rồi có một cái bà Mỹ Đen cũng vậy, thì tôi cũng vô tình thôi, tôi làm bà không được vui, thế là bà gọi police đến. Thế là tôi cũng sợ quá, thế là tôi lại vô đọc kinh cầu xin cha phù hộ cho con, cho nó tai qua hết những cái chuyện vớ vẩn này đi, chứ bây giờ ở bên Mỹ chỉ biết ở một chút là nó gọi police, ở một chút là nó gọi. Thế là vô cầu nguyện cha lại phá tan cho những cái sự lo lắng. Nói chung là cha rất là thương, nhất rất là nhận lời tôi, ví dụ từ cái việc lớn việc nhỏ gì cũng chạy. Tôi nghĩ cha giống như không phải là một người cha giờ, mà tôi nghĩ giống như là cha cha ruột của mình ấy. Mình xin cái gì là cha đồng ý ngay. Mình không phải là mình cầu nguyện với cha là ngày mai được ơn ngay đâu. Cha bao giờ vẫn thử thách cho mình, bởi vì tôi bị cái đầu tiên là đứa con gái của tôi. Tôi có cầu nguyện nhưng mà cháu vẫn không hết. Thì tôi cũng buồn, thì tôi cũng nói là thôi bây giờ con cũng xin phó dâng cho cha thôi. Nếu như con cầu nguyện với cha, nếu mà đẹp lòng Chúa, nếu mà ba cha nhận lời con để cầu bầu cùng Thiên Chúa toàn năng, thì xin cha giúp cho con, cho đứa con gái của con được trở lại người bình thường. Còn nếu không thì con cũng xin vâng lời theo thánh ý Chúa, chứ con không dám phàn nàn. Thì tôi cũng cầu nguyện cũng một thời gian khoảng chừng cỡ gần một năm. Thì cha mới nhận lời. Mà khi mà cha đã nhận lời rồi á, thì từ đó thì tôi xin cái gì được cái đó rất rất là mau. Và ví dụ như là tôi mua cái tiệm cũng vậy, thế là tôi cầu nguyện cha là mọi sự cũng lại tốt đẹp đấy với tôi. Rồi từ việc lớn việc nhỏ, hay một lần bị một cái gì vô giống như ăn vạ cha, thế là cha ban ơn nhớ. Mà nói chung là mình cầu nguyện là mình phải có một đức tin mãnh liệt, mình phải tin. Thành ra là hãy cố gắng cầu nguyện, và cầu nguyện thật nhiều. Mà không phải tôi cầu nguyện cho con tôi, cho gia đình tôi, mà tôi vẫn luôn cầu nguyện cho tất cả những mọi người thân, người cho Việt Nam và cho nước Việt Nam được mọi sự tốt đẹp. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Phào Đế Sơn ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Chương trình xin được tiếp nối với phần thông báo sau đây. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử, Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, số điện thoại 714-537-8159, 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 11 tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Trương Bửu Diệp. Xin kính mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuudiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Phanxicô Trương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên các kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ Năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Kênh 57.6 VBS lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin ơn lành nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và kịp thời cho quý khách gần xa đến thăm viếng cha,
Trương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email trangn@truongbuoudiep.org. Website Trương Bửu Diệp Foundation tiếng Anh. Website truongbuoudiep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website truongbuoudiep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ơn lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh. Thẻ thăm viếng cha Diệp. Tính đến nay, Trương Bửu Diệp Foundation đã phát hành 3.000 thẻ thăm viếng cha Diệp. Những người có thẻ khi đến thăm viếng cha Diệp sẽ có nhiều thuận lợi như mỗi khi đến thăm viếng cha Diệp sẽ không phải chờ đợi để viết sign-in. Người có thẻ được ưu tiên tham gia miễn phí các chương trình phục vụ cộng đồng của Trương Bửu Diệp Foundation, Nghĩa Tử Nghĩa Tận, Tĩnh Tâm, Trung Tâm Sinh Hoạt Cao Niên, Làng Hưu Dưỡng Trương Bửu Diệp. Ngoài ra, do số lượng các tài liệu về cha Diệp có hạn nên sẽ ưu tiên phát cho những người có thẻ thăm viếng cha. Bên cạnh đó, người có thẻ còn được ưu tiên ghi danh tham vấn miễn phí về luật pháp, bảo hiểm, công chứng, dịch thuật. Ban điều hành Trương Bửu Diệp Foundation nhắc mọi người sử dụng thẻ với lòng kính trọng và không đưa thẻ cho người khác sử dụng. Quý vị muốn làm thẻ, khi đến thăm cha xin liên lạc với thiện nguyện viên trực để lấy phiếu ghi danh làm thẻ. Khi nhận được thẻ, vui lòng nhớ số thẻ. Khi đến thăm cha chỉ cần scan thẻ hoặc nói số thẻ cho nhân viên trực. Đối với người ở xa có thể liên lạc qua phone hoặc email để được hướng dẫn làm thẻ. Để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Trương Bửu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin quý vị đọc số 123 tại quầy thu ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Cách thứ tư, mua các sản phẩm dưỡng da của công ty Nu Skin, xin gọi 1-800-487-1000 và dùng ID số USW858870 trước khi mua hàng. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp tập 125 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Giờ cha khi mô cũng đi ngủ cũng đập chín lần với cha Bửu Diệp. Mình khẩn nguyện với cha, lạy cha, con thấy cha là giúp bính Phật nhiều lắm á. Người nào cũng có cái ảnh cha Bửu Diệp hết, lại cha cho mọi người biết cha để tới để cầu xin cha giúp đỡ cho họ. Cha Trương Bửu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ cha đã cầu cứu giúp con. Anh Tommy Nguyễn hiện đang sinh sống tại tiểu bang Texas. Cách này 8 năm khi mới định cư tại Mỹ, con gái của anh 15 tuổi, bỗng dưng bị trầm cảm. Sau đó cô bé bị tâm thần rất nặng. Cô không nhận biết mình, người thân.
ăn rất buồn và chỉ biết cầu nguyện với cha. Sự kiên nhẫn cầu nguyện của ăn đã nhận được kết quả về sự cầu bầu linh thiêng của cha trước Thiên Chúa. Con gái của ăn nay đã hoàn toàn bình phục. Ăn Tommy còn nhận được rất nhiều ơn lành từ cha Diệp. Từ Texas, ăn sang California để đến văn phòng của cha tại thành phố Garden Grove, California để cầu nguyện, cảm tạ và chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho cha. Tôi tên là Tommy Nguyễn. Tôi đang sống ở tiểu bang Texas. Tôi đến đây là thứ nhất là cầu nguyện và tạ ơn cha. Sau đó tôi sẽ là một nhân chứng về cha Trương Bùi Diệp đã ban ơn lành cho tôi. Cách đây 8 năm về trước là tôi ở Việt Nam, tôi định cư qua Mỹ được có, tôi nhớ không lầm, khoảng gần 1 năm. Thì đứa con gái đầu lòng của tôi năm đó nó 16 tuổi. Thì nó là một cô gái rất là bình thường thôi, không bệnh hoạn hết cả. Thì vì một lý do gì đó, nó bị stress. Thế là nó bị giống như là, theo như mình nói, nó bị điên, nó bị tâm thần. Nó bị tâm thần thì đưa nó vào bệnh viện. Nó không biết một cái gì hết cả. Như là nó không biết nhận mình là ai nữa. Thành ra là tôi rất là buồn. Thì theo như bác sĩ nói rằng là nếu bệnh này á, mà nếu mà cháu có hết á, là đó là sự may mắn thôi. Chứ còn nếu không thì cái bệnh này nó sẽ kéo dài. Nó sẽ ở mãi mãi với cô ta. Thì tôi thấy vậy là tôi cảm thấy tôi thất vọng, tôi buồn. Thì tôi về tôi nghĩ rằng bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện. Sau đó tôi nghĩ đến cha. Tôi cầu nguyện như vậy là mỗi một ngày là tôi đọc kinh cho cha là 9 lần. Thì tôi chỉ đọc kinh và cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng là chắc cũng không hy vọng. Đây là giống như là kiểu như là mình, người ta nói là mình còn nước còn tát. Coi như là mình chỉ cầu nguyện thôi. Nếu trường hợp mà được thì cảm ơn cha. Mà nếu không được thì con cũng xin vâng lời theo thánh ý của cha. Thì khi mà cầu nguyện xong rồi thì một thời gian cháu lại đỡ, xong rồi cháu lại bệnh lại. Nó kéo dài như vậy là phải gần 3 năm. Gần 3 năm. Rất là cứ hết bệnh xong nó lại về. Nó về xong rồi khoảng chừng cỡ mấy tháng sau nó bị, nói chung là cứ 1 năm nó bị 2 lần. Cứ 1 lần nó bị là nó nói lung tung, rồi nó đòi muốn tự tử, nó chết, rồi nó nói, phải nói là mình rất rất là buồn. Mà trong khi đó thì mình lo mình đi làm nữa, mình bị nó như vậy, đâm đâm mình chi phốt nó không làm được. Thì tôi nghĩ rằng là chắc tôi không hy vọng tôi lấy cái tiệm này. Khi mà tôi lấy được cái tiệm này thì tôi, trong cái thời gian mà tôi đang làm giấy tờ thì tôi vẫn cầu nguyện cha lắm. Ta bảo lạy Chúa, lạy cha, xin cha thương con, vì bây giờ cha đã giúp cho gia đình con, cho con của con đó, nó được mạnh khỏe rồi. Còn bây giờ cái ước mơ của con cuối cùng là, bây giờ con cũng đã lớn tuổi rồi, mà bây giờ cái tiệm này mà ông chủ bán đó, thì con sẽ không còn làm được nữa, con lại phải đi bê phở tiếp. Tuổi con thì lớn rồi. Thành ra bây giờ không lẽ cuộc đời của mình bây giờ mà mình cứ phải đi làm thuê làm mướn hoài, cực quá. Thế là tự nhiên là cha ban ơn riêng là làm giấy tờ thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Không phải là làm xong đâu. Thay vì người ta mua cái tiệm chừng 3 tháng là xong, mà đây tôi mua cái tiệm nó kéo dài cả nửa năm trời mới xong. Đến khi sau này thì sau tháng sau thì bắt đầu là mọi việc tốt đẹp. Thì khi mà tôi lấy tiệm đó thì nó có một cái ơn khác là trước đó tôi chưa lấy tiệm á, thì cái income nó chỉ cái chừng này thôi. Nhưng mà đến khi mà tôi đã lấy tiệm rồi thì cái income nó cứ vậy, nó cứ đi lên, nó lên mà đến nỗi tôi cứ nghĩ là nó như là một giấc mơ chứ không phải sự thật. Thành thử rằng là nếu theo như với cái đà như thế này á thì tôi nghĩ là tôi sẽ thành công mãi mãi.
Thế là tất cả mọi việc tốt đẹp. Thì bây giờ tôi từ là một cái thằng làm thuê làm mướn, thì bây giờ tôi là trở thành một ông chủ cho một cái tiệm giặt nó rất rất là lớn và rất thành công. Tôi cũng có hứa trong lòng là con biết, tôi biết là ở bên Cali là có đền thờ của cha, thành ra là xin cha nếu mà cha có thể giúp cho con được, cho con thu xếp được giờ giấc, nếu con qua được Cali là điều đời đầu tiên là con phải đến đền cha để thăm cha và tạ ơn cha. Còn những cái ơn nhỏ, đại khái như gặp những cái chuyện gì mà nó bị chó bồ trong tiệm, thì tôi chạy vô trong tiệm, tôi nhìn mặt cha, tôi bảo xin cha phù hộ che chở cho con, bây giờ người ta đang muốn làm khó dễ con. Thế là xong một cái là tự nhiên nó là biến mất. Rồi có một cái bà Mỹ đen cũng vậy, thì tôi cũng vô tình thôi, tôi làm bà không được vui, thế là bà gọi police đến. Thế là tôi cũng sợ quá, thế là tôi lại lại vô đọc kinh cầu xin cha phù hộ cho con, cho nó tai qua hết những cái chuyện vớ vẩn này đi, chứ bây giờ ở bên Mỹ chỉ biết ở một chút là nó gọi police, ở một chút là nó gọi. Thế là vô cầu nguyện cha, cha lại phá tan cho những cái sự lo lắng. Nói chung là cha rất là thương, nhất rất là nhận lời tôi, ví dụ từ cái việc lớn việc nhỏ gì cũng chạy. Tôi nghĩ cha giống như không phải là một một người cha giờ, mà tôi nghĩ giống như là cha cha ruột của mình ấy. Mình xin cái gì là cha đồng ý ngay, mình không phải là mình cầu nguyện với cha là ngày mai được ơn ngay đâu. Cha bao giờ vẫn thử thách cho mình, bởi vì tôi bị cái đầu tiên là đứa con gái của tôi có cầu nguyện nhưng mà cháu vẫn không hết, thì tôi cũng buồn, thì tôi cũng nói là thôi bây giờ con cũng xin phó dâng cho cha thôi, nếu như con cầu nguyện với cha, nếu mà đẹp lòng Chúa, nếu mà ba cha nhận lời con để cầu bầu cùng Thiên Chúa toàn năng, thì xin cha giúp cho con, cho đứa con gái của con được trở lại người bình thường, còn nếu không thì con cũng xin vâng lời theo thánh ý Chúa, chứ con không dám phàn nàn. Thì tôi cũng cầu nguyện cũng một thời gian khoảng chừng cỡ gần 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 1 năm, thì cha mới đã nhận lời. Mà khi mà cha đã nhận lời rồi á, thì từ đó thì tôi xin cái gì được cái đó rất rất là mau. Và ví dụ như là tôi mua cái tiệm cũng vậy, thế là tôi cầu nguyện cha là mọi sự cũng lại tốt đẹp đấy với tôi. Rồi từ việc lớn việc nhỏ hay một lần bị một cái gì vô giống như ăn vạ cha, thế là cha ban ơn nhớ. Mà nói chung là mình cầu nguyện là mình phải có một đức tin mãnh liệt, mình phải tin, thành ra là hãy cố gắng cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Mà không phải tôi cầu nguyện cho con tôi, cho gia đình tôi, mà tôi vẫn luôn cầu nguyện cho tất cả những mọi người thân, người cho Việt Nam và cho nước Việt Nam được mọi sự tốt đẹp. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Chương trình xin được tiếp nối với phần thông báo sau đây. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử, Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, số điện thoại 714-537-8159, 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày mồng 5 tháng 11 tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Trương Bửu Diệp. Xin kính mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuoudiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Trương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714
0725-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên các kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ, kênh 57.6 VBS lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin Ơn Lành nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và kịp thời cho quý khách gần xa đến thăm viếng cha. Trương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email trangn@truongbuoudiep.org. Website Trương Bửu Diệp Foundation tiếng Anh, website truongbuoudiep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website truongbuoudiep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ơn lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh. Thẻ thăm viếng cha Diệp. Tính đến nay, Trương Bửu Diệp Foundation đã phát hành 3.000 thẻ thăm viếng cha Diệp. Những người có thẻ khi đến thăm viếng cha Diệp sẽ có nhiều thuận lợi như mỗi khi đến thăm viếng cha Diệp sẽ không phải chờ đợi để viết sign-in. Người có thẻ được ưu tiên tham gia miễn phí các chương trình phục vụ cộng đồng của Trương Bửu Diệp Foundation, Nghĩa Tử Nghĩa Tận, Tĩnh Tâm, Trung tâm Sinh hoạt Cao Niên, Làng Hưu Dưỡng Trương Bửu Diệp. Ngoài ra, do số lượng các tài liệu về cha Diệp có hạn nên sẽ ưu tiên phát cho những người có thẻ thăm viếng cha. Bên cạnh đó, người có thẻ còn được ưu tiên ghi danh tham vấn miễn phí về luật pháp, bảo hiểm, công chứng. Được. Thì là thôi cứ ha, tôi cứ cầu nguyện, tôi với vợ tôi cứ cầu nguyện. Cứ cầu nguyện ngày nào cũng cầu nguyện. Thì tự nhiên 2 năm về đây, thì cháu không uống thuốc nữa. Thì bây giờ cháu nó trở thành một cô gái rất là xinh xắn mà rất là dễ thương. Thì tôi nghĩ đây là một ơn phép lạ của cha. Thì qua lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp, thành thử rằng là cha tôi rất được nhiều ơn. Nó bị gián đoạn học một thời gian, bởi vì nó đến trường nó học đó, thì nó bị stress một cái là cô giáo ở trường, lúc đó là cháu học high school, thì cháu đang học tự nhiên là cháu lại lên cơn tâm thần đó chị, là cháu nói lung tung đến nỗi là cả lớp cả cô giáo ai cũng sợ, thế là phải gọi police, gọi police đến rồi gọi gia đình đến, thế là cầm cháu đưa cháu vô bệnh viện tâm thần. Trời, khi mà tôi nhìn cái cảnh cháu nó đưa vô, cầm tay của cháu đưa vô để sợ nó có sự an toàn cho tính mạng, thế là tôi khóc quá trời. Tôi bảo cái kiểu này chắc tôi rất là buồn đó. Mà cháu như vậy là nó từ trước đến giờ, ngày xưa nó ở Việt Nam nó cũng không có bị gì hết cả. Tự nhiên nó qua bên Mỹ là nó mới qua được một năm, chưa một năm nó là bị stress. Tôi thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm cháu là thế con sức khỏe con như thế nào, nó bảo con tốt. Thế là con có uống thuốc hay không, bác sĩ nói là cái thuốc cho nó uống là uống suốt đời luôn. Bây giờ không phải uống. Thì tôi cũng vẫn hỏi thăm hoài. Thế là con có uống thuốc vào không? Con không uống. Tôi có cái ơn thứ hai là cái cuộc đời của tôi nó rất là khổ. Khi tôi qua bên này là tôi cũng đã là một người đi làm thuê làm mướn. Như vậy là tôi làm như vậy. Chỉ biết một năm 365 ngày tôi làm không có một ngày nào nghỉ hết. Tôi làm như vậy là hai chót. Một bên thì tôi làm cho tiệm giặt, còn 2 ngày cuối tuần là tôi đi bê phở, tôi phải đi xuống rửa chén, rồi tôi làm việc để mà phụ cấp, mà lo cho nhà, rồi lo, chỉ biết ở bên Mỹ rồi đó, là tối ngày cứ tiền bill thì nọ kia, thành ra là tôi làm như vậy là tôi qua Mỹ đến bây giờ là được hơn 8 năm, thì
tôi cũng vất vả, rồi tôi cũng ăn về hà tiện ấy, thì tôi cũng có để dành một số tiền. Thì cái tiệm, cái nơi mà tôi đang làm đó, trước đó tôi là chỉ là một một người làm thuê làm mướn thôi. Thì sau này thì cái người chủ họ, tôi làm vậy là cái người chủ đó là đời chủ thứ hai, tôi làm tới hai đời chủ. Cái họ, họ được mấy năm có họ bán, cái người chủ đến lại họ lại mướn tôi. Thì họ mướn tôi xong rồi bắt đầu họ họ nghĩ như thế nào là họ đuổi tôi nghỉ. Thế là tôi cũng lang thang vất vả, tôi bảo chứ bây giờ mình bị đuổi việc không biết mình đi làm gì bây giờ. Thế là khách nó ở đấy nó quý mến tôi, nên nó là tôi muốn gặp cái anh Tommy, vì anh là service rất là good. Thế là cái ông chủ thứ hai này, ông với gọi tôi lại, ông gọi tôi lại để tiếp tục làm. Thì khi mà tôi làm trở lại lần thứ hai ấy, thì tôi làm cho tới năm 2014 á. Thì ông chủ đời thứ hai này, ông với đổi ý, ông muốn bán tiệm. Thì lúc đó tôi cũng đã có sẵn một số tiền rồi. Thì ông nói là theo như tôi nghĩ cái tiệm này nếu mà như là Tommy mà lấy thì rất là good, bởi vì là Tommy là ở ở cái tiệm này tới gần 8 năm rồi. Mà nếu mà Tommy mà lấy thì good hơn. Thì tôi bảo có thật là sự là bán không? Bảo có. Thế là bắt đầu tôi làm giấy tờ. Tôi làm giấy tờ tôi mua cái tiệm đó, mà tiệm đó rất là lớn. Lạy Cha trương bưu diệm, lạy Cha trương bưu diệm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 125. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả hai nhân chứng ơn lành. Cô Kimberly hiện đang cư ngụ tại thành phố Venice, California, và anh Tommy Nguyễn, cư dân của tiểu bang Texas. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhân chứng ơn lành. Cô Kimberly hiện đang cư ngụ tại thành phố Venice, California. Từ trước tới nay, cô đã nhận được rất nhiều ơn lành qua sự chuyển cầu của Cha Francisco Trương Bửu Diệp. Cô vẫn thường cầu nguyện với cha vào những buổi đọc kinh tối. Cô chia sẻ có những chuyện cô cảm nhận được như cha đang đồng hành với cô và giúp cô tránh được những rủi ro xảy ra trong gia đình. Ngay sau đây, xin kính mời quý khán thính giả nghe những lời chia sẻ của cô. Lòng tin yêu tha thiết con ai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Ngày cha con tên là Kimberly, con sống tiểu bang California. Lại cha bộ dịp cho cứu con nhiều phen lắm. Cái ngày tối đêm đó, cái cha tự nhiên rằng con lấy cái ảnh của cha ra thì con đọc cầu nguyện thôi. Cái cha tự nhiên rằng con bỏ đồ vô trong sách đi, lại xe đi thì cha cứ cho kẹt xe hoài, rồi cha sợ là mình lên sống rồi mình về á là cướp vô trong giá nè. Đi lạc 6 tiếng đồng hồ, lại cha nếu mà cha không cho con đi lạc á là con về con bị ăn cướp đồ hết, sạch sẽ đồ hết á, không còn chi hết á. Khi nó đứng nó chờ, nó ở ông già nó chờ, nó tới khi nó tới 12 giờ đêm mà nó chờ đến 5 giờ sáng. Thì khi nó 5 giờ sáng tôi ăn cướp nó đi rồi ạ. Lại cha tôi ăn cướp đi ra, nó nói mấy cái thằng mồm giống ăn cướp đi mà sách đồ như giống đồ của mình đi, nói ông bông nữa. Thì thằng đi thì đóng cửa xe lại, đi vô nhà thì thấy lành tăn luôn. Lại cha lành tăn luôn khi thấy cái ông xã mình, thì ông ngồi thê thảm lắm. Cái này đấy sao vậy, tại sao vậy,
Ông nói ăn cướp. Thì mình vô, mình thấy nó trói tay ông. Mình thấy trói tay ông đó. Khi mình sợ quá, mình chạy ra, bấm nai quá nọt á. Police tới. Thấy tôi sợ quá, police nói, đừng có sợ. Don't be worried. I'm here. Một trung gian lục soát lấy đồ hết. Còn một thứ tôi mang đi hết. Lục soát lấy vàng 12, 13 lấy hết. Còn cái 5.000 bạc tôi bỏ dưới cái tủ. Dưới cái tủ tính đi thờ cha đi. Còn bỏ gì đi. Khi có cha đó hẳn kẹo ra. Khi vô tôi thấy còn 5.000. Bỏ lại cha ú cha. Có cha nhưng không có cha thôi thì 3 năm đi. Việc làm chi mà. Đội ơn cha cười.